Ngắm hình ảnh bằng xương, bằng thịt của Ford Everest Sport với thiết kế và trang bị mới. Cách đây vài ngày, hãng Ford đã chính thức ra mắt phiên bản mới của mẫu xe Everest Sport ở thị trường Thái Lan. Đến nay, tại sự kiện Big Motor Show 2024, hãng Ford đã mang mẫu xe này đều trưng bày và giới thiệu với khách hàng. Như thông tin đã đưa, Ford Everest Sport 2024 ở thị trường Thái Lan được bổ sung gói thiết kế ngoại thất mới mang tên Adventure Pack. Nhờ đó, xe có thêm lưới tản nhiệt sơn màu đen với dòng chữ Ford, cỡ lớn thay cho logo hãng, theo phong cách của các phiên bản Raptor. Ngoài ra, xe còn được trang bị viền màu tối bao quanh đèn pha trên đèn hậu, tem trang trí bên sườn, nẹp hốc bánh màu đen nhám, bệ bước chân bằng thép không gỉ và giá nóc áp mới. Chưa dừng ở đó, Ford Everest Sport 2024 dành cho Thái Lan còn sở hữu gói hỗ trợ lái Driving Assistance Technology Package, DAT Pack B mới. Những trang bị nằm trong gói này gồm có màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch mới, thay cho loại 10,1 inch cũ, hệ thống tự động kiểm soát tốc độ để giữ khoảng cách an toàn, hệ thống kiểm soát làn đường, đèn pha tự động thông minh, phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động sau va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, phát hiện phương tiện khác trong điểm mù, khi ra khỏi chỗ đỗ, hệ thống ngăn va chạm khi lùi và camera 360 độ. Những trang bị còn lại của Ford Everest Sport 2024 ở thị trường Thái Lan không có gì thay đổi. Xe vẫn sở hữu đèn pha LED tự động bật tắt, đèn LED định vị ban ngày hình chữ C, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, cửa cốp đóng mở chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện và vành hợp kim 20 inch sơn màu đen bóng. Nội thất của mẫu SUV hạng trung này đi kèm những trang bị đáng chú ý như ghế bọc da tổng hợp màu đen, dập logo Sport, ghế trước chỉnh điện 8 hướng. Sạc điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 8 loa, gương chiếu hậu tự động chống chói, điều hòa tự động hai vùng độc lập và đèn viền trang trí. Ford Everest Sport 2024 tiếp tục dùng động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Tow, Hon và Slippery. Khi mua Ford Everest Sport 2024, khách hàng Thái Lan có thể chọn một trong 6 màu sơn ngoại thất là bạc, xám, xanh dương, nâu, đen và trắng. Xe có giá khởi điểm từ 1,6 triệu baht, khoảng 1,158 tỷ đồng. Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV hạng trung này cũng được bán ở thị trường Việt Nam trong tương lai.